Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng mình ăn cháo với mực muối kho thịt nha các bạn. Đây. Mực muối kho thịt ăn cùng với cháo nha mọi người. Cháo này mực muối các bạn, mực muối kho với thịt rất là ngon nha mọi người. Mời. Mực muối sổi các bạn, nó còn cái độ tươi của mực á, nó mềm mạnh mạnh, mềm ngọt ngọt của thịt mặn rất là ngon các bạn, ngon không? Nem các bạn. Mời bạn nha. Nó ngọt. Không có chua. Má gì ta? Nem ngọt có chua chua. Sao không ngọt ta? Không có quá mặn nha các bạn, nói chung là do em ăn mặn ngon.